Rồi bỏ giúp này kệ đi. Rồi đi vô đi, đi vô làm thiếu nữ Nhật Bản nha. Rồi bỏ lên. Bỏ lên kệ đi. Bỏ lên. Rồi bước lên. Nó chừng té nha. Có chừng té nha. Rồi ngồi đó đi, ngồi đó đi. À một thiếu nữ Nhật Bản à. Thiếu nữ Nhật Bản này ngồi ngộ quá. Bên này mới là đúng thiếu nữ Nhật Bản nè. À ok. À nhìn ba nha. Hai ba. Ba ôm chị hai cái không? Qua bên đây đi, ba qua bên đây. Ok. Rồi đi qua đi tiếp. Qua đây nha, đi khám phá coi sushi bụi có gì nha. Khỏi quá luôn, quá luôn. Ừ. Ồ, đây là phòng hoa anh đào nè, đó có nguyên rừng hoa anh đào luôn đó. Thấy chị ngồi ở đây. Được chưa? Nhảy thôi đi ra ăn với mẹ nè. Mấy đứa ơi, ra ăn với mẹ, mẹ chờ kìa. À, lấy giấy trên kệ xuống. Ghi ơi, mẹ la bây giờ Ghi ơi. Mẹ con cầm vậy con quay mẹ cho ba. Thôi. Ghi ơi, chú la kìa, nhanh lên. Mày giúp vô chú la kìa. Mày giúp vô. Xuống. Cái này giờ nhìn sẽ không có. Rồi đi. Qua mẹ ra, nhanh lên. Bây giờ mới khám phá ra là cái gì ngon quá vậy, cái này ngon quá vậy, cái một phần mới ăn đi nữa hả? Như vậy năm mấy hả? Ngon quá. Anh no rồi nhưng mà anh vẫn thấy ngon rồi mà. Mẹ để hôm sau ăn nữa. Ok. Ghi ơi, có đi khám phá với ba không? Dạ, đi khám phá. Ok. Từ bao quay chị hai cái đã. Chị hai coi con cá đi. Hả? Con cá. Đúng rồi, coi con cá đi. Đếm có bao nhiêu con? Một, hai, ba. Đếm gì nhắn vậy? Một, giờ ăn lại giờ chú la nè. Bỏ hết vô miệng nó luôn rồi. Cho cái đó cho con Ghi ăn hết.
tụt mút quá. Thông báo có đơn hàng mới từ Shopee Food. Em ơi, xuống dưới tính tiền ha Phai. Em thử chào mấy cái hồi nãy chào. À, xa xe là xin chào ạ. Nói gì nè. Arigato gozaimasu là xin cảm ơn ạ. Nói gì nè em? À, dạ bình thường thì thông dụng thì chỉ có là hai từ đó thôi ạ. Arigato hả? Dạ, arigato gozaimasu. Nói gì nè em? Lại xa xe ạ. Xa xe. Dạ, xa xe. Xa xe hả? Nghe giống xương xa quá. Xa xe. Cảm ơn em. Đi lên, đi lên không? Đi lên đi, khám phá trên đây chút xíu không? Đi, rồi, đi đi trước đi. Đợi hai cha con chút nha. Đây ba. Đây là nhà không? Đây là nhà hả? Đẹp ha. Rồi có đi không? Rồi đi xuống nha. Vậy hả? Đi xuống mẹ không? Hết rồi. Hết rồi. Trên đây hả? Những là cái gì đó. Nên nó mới cao. À, đi xuống có chân té em nè. Nắm tay em. Cái này là gì, một con mẹ, gì một con cá. Ừ. Giống hình xăm hả? Rồi ba nắm tay cho. Chị hai xuống trước đi, chị hai đi cẩn thận. Tưởng nó nói với lại chị hai nó. Ừ. Xuống với mẹ đeo khẩu trang nè. Đi về nha. Ngon chưa? Đi. Ngon rồi. Ba cũng no rồi, mà ba muốn ăn nữa. Thôi bữa sau đi. Arigato gozaimasu. Đúng không? Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Cảm ơn em nha. Dạ, xin cảm ơn mọi người ạ. Bye bye cô kìa. Quên bye bye cô. Bye bye cô đi. Bye bye cô. Nói mình xuống mình học được tiếng Nhật, bây giờ mình xuống mình chào coi. Okay.